Thưa quý vị, chiều nay 13 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đặng Minh Thành ký ban hành quyết định số 1729 về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Quyết định nêu rõ, thực hiện theo tinh thần chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh trong vòng 17 ngày, kể từ 0 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2021, theo nguyên tắc không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt đeo khẩu trang, khai báo y tế trung thực. Khuyến cáo người dân nên ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền, người suy yếu hệ miễn dịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh cụ thể tại từng địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận thành phố thống nhất với cấp quỹ quyết định việc thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với từng địa bàn, khu vực đang có ổ dịch. Yêu cầu toàn thể nhân dân trong tỉnh tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng người đứng đầu doanh nghiệp cơ sở sản xuất cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình bảo đảm sức khỏe an toàn cho người lao động